Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2019, Chùa Phước Thạnh, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh tham dự của Hòa Thượng Thích Minh Tông, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Thành, trưởng Ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Trí Dũng, Ủy viên Ban trị sự tỉnh, Phó thư ký Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá, Đại Đức Thích Minh Thanh, trụ trì Chùa Phước Thạnh và Chư Tôn Đức Tăng các tự viện trên địa bàn cùng gần 100 vị Phật tử xa gần đến tham dự. Mở đầu buổi lễ, Phật tử Diệu Phượng thay mặt toàn thể đại chúng dâng lời tắc bạch cúng dường Pháp Ikasa lên Chư Tôn Đức, hồi hướng công đức cho cha mẹ của mình. Sau đó Hòa Thượng Thích Minh Tông cũng ban lời đạo từ đến toàn thể đại chúng. Cha mẹ lúc nào cũng hy sinh, dành tất cả cho con, người làm con cần phải tôn kính cha mẹ như tôn kính bậc danh sư, tôn kính tam bảo. Cha già như Phật Thích Ca, mẹ mình như thể Phật Bà Quan Âm. Đạo tràng thực hiện nghi thức dân cúng Pháp Ikasa, tụng bài kệ dân y, Chư Tôn Đức chứng minh điểm chỉ thọ nạp và hồi hướng phước báo đến hàng Phật tử. Được biết mặc dù vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, nhưng Đại Đức Thích Minh Thanh, trụ trì Chùa Phước Thạnh, đã cố gắng tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu để các Phật tử xa gần có dịp được tham dự, nhắc nhở hàng Phật tử về bổn phận làm con, tri ân và báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền, cũng như đã quá vãng.